Xin chào tất cả các anh. Đây là cái chiếc đồng hồ mang thương hiệu Europe, cũng có xuất xứ từ Pháp các anh nhé. Thì đây là một chiếc đồng hồ của một anh khách. Anh ấy nhờ em dọn dẹp lại thùng và cân chỉnh lại máy sau một cái quá trình tuốt lại. Thì hôm nay cái dáng dấp của nó sẽ như thế này đây. Đó. Cái anh chủ này anh ấy muốn bán chiếc đồng hồ này đi để nâng cấp lên đồng hồ ô đô. Và cái giá anh mong muốn ở đây là 8 triệu đồng. Thì anh có nhờ em bán, do đó là em có đăng tin anh nào mà có nhu cầu muốn chơi đồng hồ, muốn sở hữu chiếc đồng hồ này thì các anh liên hệ đến em. Em cho các anh nghe thử cái tiếng chuông của chiếc đồng hồ này một chút nhé. Đồng hồ sử dụng gông đồng các anh nhá, và máy trắng, máy vách trắng, máy còn rất là đẹp. Chất âm thì các anh đang nghe đây. Đồng hồ đánh hai bản nhạc Westminster và bản Ford. Thùng tây lắp được máy 10 các anh nha. Đây là cái họa tiết phía trước của chiếc thùng này. Đó, vân đối xứng các anh ha. Thùng tây lắp được máy 10. Anh nào mà có nhu cầu muốn sở hữu chiếc đồng hồ thì có thể liên hệ trực tiếp đến em nhé. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh.